kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin bầu cử Mỹ. Biden đến Kenesha tham gia đình nạn nhân Jacob Lach, nguồn từ OFI. Jacob Lach, người Mỹ da đen ở Kenesha, bang Wisconsin, đã bị cảnh sát bắn bảy phát vào lưng, đã ra khỏi khoa hồi sức. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ Joe Biden hôm qua, 3 tháng 9 năm 2020 đã đến tận nơi thăm hỏi gia đình nạn nhân và loan báo như trên. Hai ngày sau, chuyến đi của Tổng thống Donald Trump từ Washington, thông tín viên Anne Coffett tường trình. Ông Joe Biden cho rằng những lời nói của Tổng thống là quan trọng và cáo buộc Donald Trump đã hợp pháp hóa mặt tối trong bản tính của con người ngồi trên một chiếc ghế đơn sơ trong nhà thờ, ứng cử viên đảng Dân Chủ lắng nghe những lời kể của dân cư thành phố bị chấn động bởi những gì đã xảy ra đối với Jacob lách và bởi những vụ nổi dậy đã làm Kenesha bốc cháy. Rồi ông đứng dậy vẫn mang khẩu trang tuyên bố Tôi không thể đặt mình vào chỗ của các phụ huynh da đen, không biết có nhìn thấy con mình còn sống vào cuối ngày hay không. Ông Biden kể lại cuộc gặp với gia đình Black sau khi ra khỏi máy bay và đã nói chuyện trong một tiếng đồng hồ với gia đình. Tôi cũng có dịp nói chuyện qua điện thoại với Jacob. Khoảng 15 phút, ông ấy đã được ra khỏi khoa hồi sức. Anh ấy nói rằng không gì có thể hạ gục được anh và dù có thể đi lại được hay không, anh vẫn không ngừng tranh đấu. Luật sư của gia đình bình luận về chuyến thăm của ứng cử viên dân chủ Joe Biden đã chứng tỏ tình người đối với Jacob, coi anh ấy như một người đáng tôn trọng. Một cách để nhấn mạnh sự khác biệt với Donald Trump khi thăm Kenesha hai ngày trước đó, đã không yêu cầu gặp gỡ gia đình Lach Donald Trump bị chỉ trích vì cổ vũ người ủng hộ bỏ phiếu hai lần. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua ngày 3 tháng 9 một lần nữa lại kêu gọi cử tri đến phòng phiếu vào tháng 11, cho dù đã bỏ phiếu qua thư tính trong một cuộc meeting ở Lacho, Lacho, bên sâu về nhà một bang quan trọng trong kỳ bầu cử tổng thống 3 tháng 11, ông Trump lại cáo buộc phe dân chủ mưu toan lũng đoạn qua việc bỏ phiếu bằng thư. Theo ông, cho dù đã gửi phiếu bầu, cử tri vẫn có thể đích thân đến phòng phiếu cho chắc chắn. Nếu hệ thống hoạt động tốt thì họ sẽ không thể bầu tiếp. Tuy nhiên, bỏ phiếu hai lần là bất hợp pháp trưởng lý bắc carolina ông chốt hạt thuộc đảng dân chủ tố cáo ông donald trump khuyến khích cử tri vi phạm luật pháp phát ngôn viên tổng thống khi lee em nhiều biện minh ông trump đã nói rõ việc này chỉ nhằm kiểm tra xem lá phiếu của cử tri đã gửi có được tính đến hay không và nếu không thì mới trực tiếp bỏ phiếu tại chỗ cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị những bản tin tiếp theo